Đúng rồi, cậu có thể tớ đẹp trai không? Có mà hơi hỏi hỏi điên à, hỏi gì đâu đây điên à, đây là rẽ ngô ấy phải. Nói đoạn nào nhở? Phớt ít tóc một tí thôi, tóc hơi thưa thôi đúng không ạ? Phét lác không hỏi tí nào. Chú chim mày không thể hỏi được, chú chim mày phải bay. Hỏi không bay được. Nghe ông bạn mình nói thì mình cũng hơi sợ. Thế là về search thì họ bảo là stress cũng quay ra rụng tóc. Mình lại tình cờ được biết đến cái anh Nguyên Vương này. Quê anh ở Dược Phẩm Hoa Linh, uy tín đến mẹ mình còn biết cơ mà. Anh bảo là ừ, được rồi, từ giờ anh sát cánh với em, tóc em sẽ không rụng nữa, tóc sẽ chắc khỏe, không sợ rối. Thằng gầu của anh là nó sợ, yên tâm đi nhá. Em ạ, à, mặc vest thì mình phải chỉn chu, cái răng cái tóc là góc con người, em hiểu anh không? Đẹp trai quái đản, nhưng mà không được hỏi nhé, hỏi không đẹp trai nữa đâu. Mình dùng hẳn 1 tuần cho nó cẩn thận mọi người ạ. Cái tóc mình mềm hơn hẳn, không bị gầu với cả rụng tóc linh tinh nữa. Đặc biệt là cái đường line này nó không bị sáng sáng như đợt trước nữa, bởi vì nó bớt hói. Được, đẹp trai quá. Anh Nguyên Vương à, em yêu anh.